Bộ sản phẩm tăng chiều cao 15 hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Chị ơi, ông Mel có bị xé áo không? Theo nguyện vọng của các em thì sau các tập sau tụi chị sẽ me và xé cho rách áo chị và Thúy Ngân nha. Sẽ me xé rách áo Mel của em. Chào mừng các bạn đang đến với tin tức 360 của Gia đình Việt. Trong một livestream mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc nhận được câu hỏi từ fan của Zack rằng ở Suning Man Việt Nam mùa 2, nam ca sĩ có bị xé áo không? Đáp lại, nữ hoàng cơ hội cho biết, theo nguyện vọng của các em, các tập sau chị và Thúy Ngân sẽ canh me để xé rách áo Zack. Lời chia sẻ của Ngọc nữ Lan Ngọc khiến các đom đóm rất phấn khích bởi thời gian qua, cụm từ xé rách áo Zack được gửi gắm cho cả dàn cast, từ Trương Thế Vinh cho đến Liên Bình Phát. Trước Lan Ngọc, Trương Thế Vinh cũng đã trưng cầu ý kiến rằng có fan nào muốn anh xé rách áo Zack hay không, còn Liên Bình Phát tỏ ra bất ngờ và hỏi giọng ca lay la lay vì sao fan lại nhiệt tình đòi xé áo như thế. Được mệnh danh là nữ hoàng cơ hội và hay chơi giờ trong Suning Man, Lan Ngọc là gương mặt được cả dàn cast dè chừng, nhưng riêng với các thành viên cũ như Liên Bình Phát, Trương Thế Vinh, Jun Phạm và Ngô Kiến Huy, mọi người đã bớt tin tưởng cô vì biết rõ lối chơi. Trở lại với Suning Man Việt Nam mùa 2, Lan Ngọc vẫn sẽ giữ vững danh hiệu nữ hoàng cơ hội, nhưng khẳng định bản thân không biết chơi giờ là gì. Đó giờ tôi không biết chơi giờ, dòng đời đầy đưa thôi. Lan Ngọc còn cho hay, nếu trong mùa này có chọn liên minh, Lan Ngọc vẫn sẽ tìm đến Jun Phạm và Ngô Kiến Huy vì đây là hai người giữ lời hứa nhất đối với cô. Vậy nên, nếu Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc cùng hợp sức để xé áo Zack thì sẽ như thế nào nhỉ? Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy là một trong những bộ đôi ăn ý nhất của Suning Man Việt Nam. Cả hai có nhiều điểm chung, từng có những pha tung hứng ăn ý mang đến tiếng cười cho khán giả. Vậy nếu năm nay, Ngô Kiến Huy, Lan Ngọc chung chiến tuyến lần nữa để cùng liên minh xé áo cậu út Zack thì mọi chuyện sẽ ra sao đây ta? Ngô Kiến Huy lẫn Lan Ngọc đều là thành viên của mùa trước và đã có kinh nghiệm đối với các trò chơi nhìn qua tường nhẹ nhàng của Suning Man Việt Nam. Nhờ vậy, nếu cả hai cùng chiến tuyến sẽ lợi thế hơn rất nhiều, nhất là khi Lan Ngọc nhanh nhạy, có thể giải được câu đố nhanh hơn, còn Ngô Kiến Huy sẽ phụ trách phần còn lại. Nói về cặp đôi này, khi trở lại với Suning Man Việt Nam mùa 2, cặp đôi Thỏ Đen và Nữ Hoàng Cơ Hội đều chọn sẽ đi theo hướng chiến lược, mưu mô. Lan Ngọc từng tiết lộ năm nay cô vẫn tiếp tục chơi dơ, mưu mẹo và cố gắng hết sức mình. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy khẳng định bản thân là một đầu não chiến thuật, ông hoàng trò chơi và đã có kế hoạch riêng để giành chiến thắng trong năm nay. Một bên là người mưu mẹo và chơi dơ, một bên là chiến thuật, dàn cát của Suning Man Việt Nam chắc chắn phải dè chừng bộ đôi này. Như vậy, nếu bộ đôi này liên minh thật để ăn hiếp cậu em Zack thì chắc chắn sẽ rất thú vị và mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười đây. Khán giả chắc sẽ lại có những màn tấu hài cười ra nước mắt. Nhưng ai thắng ai thua trong trận chiến này thì phải đợi đến tháng 9 năm 2021 khi Suning Man Việt Nam mùa 2 phát sóng mới rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức mới nhất nhé!